Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Vào ngày hôm nay thì lãnh sự quán Mỹ đã có gửi email nhắc nhở cho các hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán trong tháng 8 phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định khi đi phỏng vấn. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã gửi cho các hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán hẹn phỏng vấn trong tháng 8 về thông báo chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết mang theo khi đi phỏng vấn. Nếu không thì lãnh sự quán họ sẽ từ chối không cho phỏng vấn các trường hợp này. Email thông báo nhắc nhở này của lãnh sự quán thì đã được lãnh sự quán áp dụng gửi cho các hồ sơ trước đây phỏng vấn vào tháng 6 và tháng 7. Và đến nay, đến tháng 8 thì lãnh sự quán vẫn tiếp tục gửi ra để thông báo, để nhắc nhở. Nếu như cô chú và các anh chị đã nhận được thư hẹn phỏng vấn hẹn vào tháng 8 thì chúng ta nên kiểm tra hộp thư email của mình hoặc là liên hệ với dịch vụ luật sư làm hồ sơ cho cô chú và các anh chị để xem email thông báo này. Qua đây thì Điệp cũng chia sẻ với cô chú và các anh chị, nếu như chúng ta không nhận được email hoặc là cũng không tiện để liên lạc với luật sư hoặc là dịch vụ, để chúng ta cũng có thể nắm được nội dung mà lãnh sự quán gửi. Đây là email của lãnh sự quán đã gửi cho một hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán hẹn phỏng vấn vào tháng 8. Phía trên tiêu đề email của lãnh sự quán được ghi là nhắc nhở những người nộp đơn đã được xếp lịch hẹn phỏng vấn vào tháng 8 năm 2022. Email này của lãnh sự quán gửi vào ngày hôm qua theo giờ của Việt Nam là 14 giờ 37 phút ngày 28 tháng 6. Trong email của lãnh sự quán thì lãnh sự quán gửi bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Ở phần phía trên này thì lãnh sự quán ghi là tiếng Anh. Chúng ta kéo xuống dưới thì sẽ là tiếng Việt. Đây là thư nhắc dành cho đương đơn đã được lên lịch hẹn phỏng vấn vào tháng 8 năm 2022. Chúng tôi khuyến cáo đương đơn nên thường xuyên kiểm tra các thông báo trên hệ thống CLAC và hộp thư email của mình, kể cả hộp thư spam, để biết thông tin hướng dẫn hoặc cập nhật mới nhất trước ngày hẹn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phỏng vấn những đương đơn xin thị thực định cư không làm đúng các hướng dẫn liệt kê bên dưới đây trước buổi phỏng vấn. Nếu không được phỏng vấn, các đương đơn này sẽ phải tự đặt lại lịch hẹn mới theo hướng dẫn tại đường link này. Thứ nhất là phải đăng ký địa chỉ giao nhận. Vui lòng nhanh chóng đăng ký địa chỉ giao nhận hộ chiếu hoặc giấy tờ thông qua dịch vụ trực tuyến của lãnh sự quán tại đường link này. Việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí. Nếu gặp vấn đề trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ theo số 1900 6444 nếu gọi từ Việt Nam, hoặc theo số cộng 1 703 665 7350 nếu gọi từ nước khác. Thứ hai là trang xác nhận DS-260. Vui lòng bấm trang xác nhận mẫu đơn điện tử DS-260 của đương đơn chính bên dưới thư mời phỏng vấn và xuất trình cho nhân viên bảo vệ để vào cổng và nộp cho nhân viên phòng lãnh sự để nhận số thứ tự trong ngày phỏng vấn. Thứ ba là giấy tờ. Đương đơn phải đem đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu đến buổi phỏng vấn theo hướng dẫn trên trang theo đường link này, với các hồ sơ được xử lý qua hệ thống nộp hồ sơ điện tử CEAC. Đương đơn phải đảm bảo: A. Đã in ra trang đối chiếu tại đường link này và đánh dấu đầy đủ các mục được yêu cầu trong trang đối chiếu để đảm bảo đương đơn đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. B. Đã tải toàn bộ các giấy tờ cập nhật lên hệ thống CEAC. Nếu đương đơn có phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới, vui lòng đảm bảo đã tải phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới lên hệ thống CEAC. Vui lòng tải lên hệ thống CAAC bằng chứng tình trạng thường trú nhân hoặc là quốc tịch của người bảo lãnh, giấy tờ nộp thuế của người bảo lãnh và người đồng bảo trợ cho năm gần nhất. C. Mang tới buổi phỏng vấn toàn bộ giấy tờ bản chính hoặc là bản sao có chứng thực, trùng khớp với các giấy tờ đã tải lên hệ thống CAAC.
Đây là toàn bộ nội dung thông báo mới của lãnh sự quán gửi cho các hồ sơ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn mới đây. Nếu như hồ sơ của cô chú và các anh chị có làm với dịch vụ hoặc là luật sư, thì chúng ta có thể liên hệ với các dịch vụ hoặc là luật sư để nhắn họ gửi lại email này cho cô chú và các anh chị. Hoặc là chúng ta nhờ các dịch vụ luật sư kiểm tra email và làm theo đúng hướng dẫn của lãnh sự quán. Như trước đây Điệp có chia sẻ với cô chú và các anh chị, sau ngày 12 tháng 4 năm 2022 thì lãnh sự quán đã có thông báo rất là cụ thể cặn kẽ, nếu như chúng ta không đem đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu thì lãnh sự quán họ sẽ không cho thực hiện buổi hẹn phỏng vấn. Và vừa qua thì lãnh sự quán họ áp dụng quy định này rất là chặt chẽ, vì vậy thì đã có rất nhiều hồ sơ bị từ chối không được phỏng vấn với lãnh sự quán mà phải về chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sau đó thì phải lên hệ thống để canh đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán. Hiện nay đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán cũng rất khó khăn, bởi vì hiện nay các ngày hẹn trống gần nhất cũng không còn. Bởi vì hiện nay các ngày hẹn trống gần nhất cũng chỉ là khoảng trong tháng 8. Lịch hẹn của tháng 7 hầu như hiện nay đã kín và rất khi hiếm có một lịch hẹn nào còn trống. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.